Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Tide Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài Little Saigon TV qua sự trình bày của Lê Thái và Thảo Tiên. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden ký lệnh hành pháp nhằm bảo vệ quyền phá thai. Phi công phụ nhảy khỏi máy bay. Cô gái trốn khỏi nhà nơi có 2 người chết. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp vào sáng nay thứ Tư như một phần trong nỗ lực của chính quyền để giúp bảo đảm quyền nhận dịch vụ phá thai theo quyết định của Tòa án tối cao vào đầu mùa hè này nhằm loại bỏ quyền liên bang đối với thủ tục này. Tổng thống Joe Biden ký lệnh hành pháp trong cuộc họp khai mạc của lực lượng đặc nhiệm về nhận chăm sóc sức khỏe sinh sản được thành lập gần đây của chính quyền. Một lực lượng đặc nhiệm bao gồm đại diện từ nhiều bộ trong chính phủ liên bang. Các thành viên nội các cũng sẽ thông báo tóm tắt cho Tổng thống về các bước mà các cơ quan tương ứng của họ đã thực hiện để bảo vệ quyền sinh sản. Lệnh hành pháp vào hôm thứ Tư hướng dẫn Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Javier Becerra xem xét tất cả các hoạt động thích hợp để bảo đảm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuân thủ luật không phân biệt đối xử của liên bang để phụ nữ nhận được sự chăm sóc cần thiết về mặt y tế mà không bị chậm trễ, bao gồm các bước cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn pháp lý giữa sự chấp vá của các hạn chế pháp lý của tiểu bang đối với việc chăm sóc phá thai sau quyết định của Tòa án tối cao. Phi công phụ nhảy khỏi máy bay. Một cuộc gọi 911 từ các nhân viên kiểm soát không lưu cho thấy một phi công phụ có thể đã nhảy từ một chiếc máy bay bị hư trước khi phi công thứ nhì hạ cánh khẩn cấp ở North Carolina an toàn. Theo bản ghi âm cuộc gọi được công bố vào hôm ngày thứ Ba, không rõ chính xác bằng cách nào hoặc tại sao mà người phi công tên là Josh Holcrosz, 23 tuổi, đã rời khỏi chiếc máy bay chở hàng nhỏ vào chiều ngày thứ Sáu vừa qua, cách phi trường quốc tế Raleigh-Durham khoảng 30 dặm về phía nam. Nhảy ra khỏi máy bay mà không có dù và thi thể được tìm thấy treo trên cây ở sân sau của một căn nhà. Theo điều tra, người ta nghe thấy hai nhân viên của Cục Hàng không Liên bang nói với nhân viên điều phối 911 rằng máy bay đang hướng đến phi trường và họ nghe phi công trên máy bay nói rằng phi công phụ đã nhảy ra khỏi máy bay. Cuộc gọi kéo dài khoảng 13 phút với các kiểm soát viên cho biết nhiều lần rằng phi công phụ đã nhảy xuống. Giám đốc điều hành quản lý khẩn cấp của quận West Dassan Patel cho biết cuộc gọi 911 ban đầu đã thúc đẩy việc tìm kiếm người phi công. Theo thông tin sơ bộ do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thu thập, chiếc máy bay bị hư hại đáng kể đối với thiết bị hạ cánh và thân máy bay. Cuộc điều tra đang diễn ra. Một cô gái trốn khỏi nhà nơi có 2 người chết. Nhà chức trách cho biết hôm nay, một bé gái 12 tuổi bị giam giữ tại một khu nhà ở nông thôn tiểu bang Alabama đã trốn thoát thành công. Em được người lái xe tìm thấy đang đi dọc một con đường. Cảnh sát đã bắt được nghi can tên Jose Paulino Pasqua Reyes, 37 tuổi, bị buộc tội bắt cóc. Biện lý quận cho biết có khả năng nhiều tội giết người. Nhà chức trách cho biết một người lái xe qua khu dân cư nông thôn đã tìm thấy bé gái trên đường vào sáng thứ Hai và dừng lại. Hồ sơ tòa án cho thấy đứa trẻ đã bị đánh thuốc mê và bị trói nhưng đã trốn thoát được. Người lái xe đã đón cô gái và gọi 911, thúc đẩy một cuộc điều tra và tìm kiếm dẫn đến việc các nhân viên cảnh sát tìm thấy 2 thi thể đang phân hủy bên trong căn nhà, nơi Pasqua Reyes sống và nơi bé gái bị giam cầm. Cảnh sát đã không công bố ngay lập tức tên của những người chết hoặc nguyên nhân cái chết. Vì cuộc điều tra đang tiến hành, nhưng cảnh sát cho biết họ đang tìm hiểu mối liên hệ giữa kẻ bắt cóc với người chết. Sinh viên UCLA bị đâm 26 nhát trong vụ tấn công chết người. Một sinh viên ở trường đại học UCLA làm việc trong một cửa hàng nội thất cao cấp ở Hancock Park, Los Angeles đã bị đâm 26 nhát trong một cuộc tấn công tàn bạo vào tháng 1 đầu năm nay. Khám nghiệm tử thi cho biết, trong hồ sơ cảnh sát tiết lộ cho giới truyền thông ngày hôm nay, cô Brianna Cooper, 24 tuổi, đang làm việc ở một mình vào ngày 13 tháng 1 bên trong một cửa hàng nội thất là Craft House ở khu phố của đại lộ La Brea, thì bị một người đàn ông bước vào cửa hàng, tấn công cô và đâm cô đến chết. Cooper đã bị đâm nhiều nhát dao, đồng thời là bị tấn công. Thương tích của cô bao gồm là 11 vết đâm vào trong ngực, 2 nhát vào bụng, 1 vết vào xương chậu và 7 vết ở cánh tay. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô cũng bị chém ở ít nhất 20 chỗ trên cơ thể. Cảnh sát cho biết hung thủ tên là Shaw Laval Smith, một người đàn ông với tiền sử bệnh tâm thần và một hồ sơ tội phạm kéo dài từ bờ Đông sang bờ Tây, bị buộc tội giết người và sử dụng vũ khí chết người trong cái chết của Cooper sau một cuộc truy lùng lớn dẫn đến việc y bị bắt ở Pasadena. Cảnh sát đã cung cấp bức ảnh và phần thưởng là 250.000 Mỹ Kim. Smith hiện đang được đánh giá sức khỏe tâm thần để xác định xem y có đủ sức khỏe để hầu tòa hay không. Tiểu bang Georgia cho phép công nhận bào thai để khai thuế. Theo luật Georgia, các thai nhi hiện được công nhận đầy đủ về mặt pháp lý là người sống. Điều đó có nghĩa là cha mẹ có thể tuyên bố đứa bé chưa sinh ra là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của họ, ngay cả trước khi sinh ra. Bộ Doanh thu của tiểu bang cho biết hôm nay họ sắp bắt đầu công nhận bất kỳ đứa trẻ chưa sinh nào có nhịp tim là đủ điều kiện để được miễn thuế thu nhập cá nhân Georgia lên tới 3.000 Mỹ Kim. Người nộp thuế phải chuẩn bị cung cấp hồ sơ, tài liệu y tế liên quan nếu thai nhi. Trợ cấp thuế là một luật phụ của luật có hiệu lực vào ngày 20 tháng 7 cấm phá thai sau khi thai được khoảng 6 tuần. Dự luật 481 của Hạ viện Georgia ban đầu được thông qua vào năm 2019 nhưng bị coi là vi hiến do Roe kiện Wade đưa ra các biện pháp bảo vệ, sau khi tiền lệ lâu đời đó đã bị lật đổ vào tháng 6. Một tòa phúc thẩm liên bang đã dọn đường cho lệnh cấm phá thai của Georgia trở thành luật. Tòa án cũng đồng ý rằng tư cách cá nhân có thể được xác định lại để bao gồm cả thai nhi. Khái niệm đưa tư cách cá nhân vào chính sách chống phân biệt đối xử không phải là mới. Trong số các bang coi phôi thai là con người thực thụ là Alabama, Arizona, Georgia, Kansas và Missouri. Các bang khác bao gồm Colorado, Mississippi và North Dakota đã cố gắng làm theo, nhưng các phần luật được đề xuất cho đến nay vẫn thất bại. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Little Saigon TV. Nhưng trước khi kết thúc bản tin thì sau cái bản tin tổng hợp này thì chúng tôi sẽ có một phần tường trình đặc biệt do nhà báo Đinh Quang Anh Thái trình bày về tình hình bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ghé thăm bà Thái Anh Văn ở Đài Loan. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp. Một lần nữa thì Thảo Tiên và Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị có một buổi tối thứ Tư thật hạnh phúc và yên lành bên người thân. Xin kính chào tạm biệt.